Xin thân ái kính chào tái ngộ cùng quý khán giả. Chúng tôi là bác sĩ Nguyễn Trọng Việt, là rất hân hạnh được quay trở lại để hầu chuyện cùng quý vị trong chương trình hội luận nhận định thời cuộc hôm nay. Và kính thưa quý khán giả cùng với chúng tôi vẫn là bình luận gia Nguyễn Kim Bình. À, xin chào anh Bình và xin anh gửi lời chào đến quý khán chào giả. Chào bác sĩ và kính chào quý khán giả. À, kính thưa quý vị, nội dung của cái cuộc nói chuyện ngày hôm nay của chúng tôi sẽ tập trung vào một cái uh, uh, phiên họp thượng đỉnh nó cũng xảy ra vào tuần trước đồng thời với cái việc mà có cái tổ chức cái khóa thượng đỉnh G 7 ở tại Hiroshima đó là cái cuộc họp thượng đỉnh giữa Trung cộng và năm quốc gia ở tại Trung Á đây được xem là cái cuộc họp thượng đỉnh đầu tiên của uh, Trung cộng và năm quốc gia này lẽ dĩ nhiên trước đây thì các quốc gia này họ vẫn thường có những cái cuộc gặp gỡ với Trung cộng và các quốc gia khác nhưng lần này riêng biệt nó chỉ tập trung vào những quốc gia này mà thôi hẳn nhiên đây nó là một trong những cái cuộc họp thượng đỉnh rất là quan trọng đối với Trung cộng và hẳn như nó cũng sẽ quan trọng với tất cả mọi người chúng ta khi mình tìm hiểu về cái nội dung của nó. Vì vậy kính thưa quý khán giả, chúng tôi sẽ mời quý vị đi vào cái để tìm hiểu cái cuộc họp này. Trước tiên đó để cho mọi quý vị có thể hiểu rõ hơn đó các cái quốc gia ở Trung Á nó nằm ở đâu và nó có cái tầm quan trọng như thế nào đối với Trung cộng và Nga thì đó là cái điều mà chúng tôi xin bắt đầu và mời anh Bình có thể chia sẻ cái điều này đến quý khán giả của chúng ta. Xin mời anh. Dạ, à, đây là cái cuộc họp thượng đỉnh đầu tiên giữa Trung Quốc và năm quốc gia Trung Á mà không có Nga. Vâng. Thì sở dĩ mà họ mang cái tên Trung Á là tại vì họ nằm ngay cái trung tâm của Á Châu, phải không? Nếu chúng ta nhìn lên bản đồ của thế giới, đặc biệt của cái lục địa Á Châu thì năm quốc gia này gồm có Kazakhstan, Kyrgyzstan, Tajikistan và Uzbekistan, Turkmenistan đều nằm cái chữ T sau trong tiếng thổ nó có nghĩa là cái vùng đất đúng rồi đây là lãnh thổ của những cái dân những cái dân tộc nhỏ này thì cả năm sắc dân này còn có một cái dân của dân sắc dân nữa mà không có được một cái tên nước của mình đó dân duyên ngôn nhĩ họ ở rải rác ở vùng trung á luôn đặc biệt là họ ở kazakhstan cũng nhiều lắm thì năm quốc gia này nó nằm ngay trung tâm của á châu nhưng mà nếu mà nhìn xa hơn nữa nó nằm ngay trung tâm của cả một cái liên lục địa âu á luôn cho nên từ ngày mà con người bắt đầu đi vào Á Châu đến giờ thì nó lại là trung tâm của văn minh thế giới rồi. Nó không phải không có một cái cường quốc nào ở đó, nhưng mà trong suốt mấy ngàn năm vừa rồi thì nó là một cái con đường giao thông, con đường giao lưu về văn hóa, kinh tế, quân sự từ Á Châu qua đến Âu Châu. Gần như là tất cả những cái dòng dân du mục từ bên Á Châu đi qua Âu Châu phải đi ngang qua Trung Á và những cái cuộc xâm lăng lớn như của thời thành các thứ hãng cũng phải đi ngang qua Trung Á. À, thế kỷ 19 thì cả trước đây đây là cái vùng lãnh thổ của nó là một phần trong cái thế giới hồi giáo cả năm nước này họ năm cái sắc dân này đó để họ để mang cái gốc của những bộ tộc người thổ và họ đã theo đạo hồi từ lâu lắm rồi à, cho nên đây là cái thế giới của hồi giáo và đã thuộc cái đế chế Ottoman thời đó phải không anh họ thuộc cái dòng của thổ nhưng mà cái nhành cái nhánh mà Ottoman đó, thì đã đi qua bên thổ nhĩ kỳ thì mới lập đế quốc còn các dân tộc mà ở lại trung á đó thì họ được độc lập họ sống độc lập như vậy cho đến lúc mà mông cổ tràn qua cũng có những cuộc thảm sát lớn nhưng sau khi đế quốc Mông cổ bị tàn thì họ lại độc lập trở lại cho đến giữa thế kỷ 19 lúc mà đế quốc nga bắt đầu à, mở cái biên cương vô á châu thì họ trở thành thuộc địa của nga và trong suốt 70 năm của thời liên xô thì họ mang cái bất đắc dĩ trở thành năm nước cộng hòa trong cái liên bang xô viết đến lúc mà liên bang xô viết tan rã vào năm 91 thì năm nước này được độc lập văn hóa thì là hồi giáo nhưng mà cái truyền thống chính trị của họ là vẫn còn nhiều cái mùi giữa cái thời phong kiến hồi giáo với lại cái chế độ Liên Xô trong 70 năm dưới thời Liên Xô. Cho nên từ ngày mà độc lập đến bây giờ hơn 30 năm rồi thì họ cả năm nước đó, có năm có cái hệ thống chính trị đó, nó na nái giống nhau là không còn là chính, cái chế độ độc tài toàn trị nữa, nhưng mà nước nào cũng có một ông tổng thống mà gần như là làm vua suốt đời. Thì và một cái môi trường chính trị như vậy thì nó hợp với lại hai nước Nga và Trung Quốc trong 30 năm vừa rồi thì họ vẫn là nằm ở trong cái vòng ảnh hưởng của Nga nhiều nhất nhưng kể từ đầu thế kỷ đến giờ từ lúc mà Trung Quốc bắt đầu trỗi dậy thì họ Trung Trung Á đó trở thành một cái ưu tiên quan trọng về địa chính trị đối với Trung Quốc trong một năm vừa rồi từ khi mà Nga bị xa lầy ở Ukraine đó, thì bây giờ Trung Á Trung Quốc đã được rảnh tay để họ tập trung hết những cái nỗ À, những cái cuộc vận động chính trị ngoại giao và kinh tế rồi nhắm vô năm nước cộng hòa trung á này cho nên nó mới dẫn ra cái chuyện là uh, trong 20 năm vừa rồi lúc nào nga cũng được mời vào những trong những buổi họp thượng đỉnh này nhưng mà đây là lần đầu tiên mà nga không được mời và cái cuộc họp thượng đỉnh duy nhất giữa trung quốc và năm nước trung á ở ngay tại thành phố tây an thành ra trung quốc kể như là họ làm chủ cuộc chơi này và đây cũng là một cái nơi mà từ cái thời trung cổ đó thì nó là cái con đường tơ lụa và nó nối liền giữa Trung Hoa và các quốc gia ở Âu Châu qua cái ngã đường Trung Á phải không? Anh? và thổ nhĩ Kỳ cũng như là à, nga và Đông Âu à, vì cái vị trí đặc biệt của nó đó cho nên à, thưa quý khán thính giả à, quý vị có thể thấy được là cái tầm quan trọng của nó và đồng thời bên cạnh đó, đó thì đây cũng là những cái quốc gia mà họ có cái tiềm năng về khoáng sản về dầu khí rất là dồi dào rất là phong phú và nó là một trong những cái điều quan trọng mà Trung cộng vẫn thường nhắm đến chúng ta thấy là từ khi mà nga xâm chiếm ukraine đó, thì các quốc gia trung á này đó, họ bắt đầu cảm thấy lo sợ mặc dầu trước đây đó họ vẫn nằm trong cái tổ chức gọi là hiệp ước an ninh tập thể của nga mà được bảo vệ mở đóng hoặc kép bởi nga nhưng mà khi mà nga tấn công ukraine đó, thì cái nước đầu tiên mà lo sợ đó là kazakhstan và vì vậy cho nên nó đã có một số những cái động thái trong cái năm vừa rồi để cho thấy rằng là cái mức ảnh hưởng của Nga ở cái sân sâu của mình đó nó bắt đầu nó suy giảm. À, phản ứng của các quốc gia này nó trở nên lạnh nhạt hơn đối với Nga. Và vì vậy cho nên lần này đó thì là Trung Cộng đã nhân đến cơ hội này mở rộng ngay một số các cái hoạt động của mình. Thế bây đi vào cụ thể đó thì xin anh cho biết là cái việc mà Tập Cận Bình đón tiếp các cái quốc gia này và có những cái thỏa thuận gì, có những cái thảo luận nào à, mà đã làm cho cái mối liên hệ giữa chung Trung Cộng và các quốc gia này trở nên gần gũi hơn nữa. Xin mời anh. Hội nghị thì nó có hai phần chính, cái phần chương trình chính thức ở trong phòng họp và cái phần mà chương trình giải trí giữa những cái cuộc họp, cho những buổi già tiệc, họ phải nói là đai tiệc mà bên Trung Quốc họ mở ra để họ đón năm cái phái đoàn này. Thì bên trong phòng họp nó không có một cái biến cố gì quá lớn là tại vì tất cả những gì mà Trung Quốc hứa thì đã làm, họ đã hứa từ 20 năm nay rồi và họ đã đầu tư cái Đến bây giờ Trung Quốc là thị trường lớn nhất của năm nước Trung Á này, là cái nguồn đầu tư lớn nhất, nhất là về hạ tầng cơ sở trong cả năm nước luôn, nhưng mà đặc biệt là cái nước lớn nhất trong năm nước này đó là Kazakhstan. Kazakhstan quan trọng là phải nó nằm ngay trên cái trục giao thông mới từ Trung Quốc đi qua đi qua châu Âu. Thì đây cũng là cái con đường tơ lụa từ 2000 năm trước, bất cứ một cái, cái bao nhiêu cái đoàn là là, là, là quân. thương buôn đó trong mấy hai ngàn năm nay bao nhiêu hàng hóa từ Trung Quốc mà đi qua Âu Châu cũng phải đi ngang qua cái, qua cái nước Kazakhstan này, cho nên uh, Kazakhstan trở thành một cái trọng tâm trong cái trục giao thông lớn này, thì Trung Quốc đã đầu tư đến cả hàng chục tỷ vào cái vùng Trung Á rồi, kỳ này họ vẫn cam kết họ sẽ tiếp tục cái mức đầu tư trong tương lai, những cái gì mà còn kẹt lại thì họ sẽ giải uh, quyết dứt điểm, nhất là cái con đường xe lửa cao tốc đi xuyên qua từ, nó sẽ bắt đầu từ Trường An tức là Tây An đó, đi xuyên qua tới bờ biển Baltic của Nga thì nó có một con đường xe lửa cao tốc và một con đường xa lộ cao tốc. Xa lộ thì đã xây xong rồi, bây giờ con đường xe lửa bên Trung Quốc họ hứa là sẽ hoàn tất luôn. Và dọc theo đó là có những cái chạm giao thông lớn trong tương lai nó sẽ thành những cái thành phố, những cái nút lớn trong một cái con cái trục giao thông. À, họ hứa Trung Quốc hứa là sẽ mở cửa thị trường cho cả năm hàng hóa của cả năm nước vào Trung Quốc. Họ hứa là sẽ cho năm nước này quá gian trên con đường đó hàng hóa của năm nước Trung Á này, cái gì mà có thể cạnh tranh mà Trung Quốc không làm, đó, hoặc là họ chê thì nước này, những nước này sẽ được ưu tiên làm để mà trên cái đường xuất cảng của bên Tây Âu và hứa tiếp là sẽ hoàn tất cái cái, cái um, hệ thống dẫn khí đốt từ uh, Uzbekistan phải từ bờ hồ Caspian về đến Trung Quốc. Điều nhiên là tất cả những cái dự án này, là cái lợi quan trọng nhất là lợi đối với Trung Quốc nhằm phục vụ cho cái kinh tế của Trung Quốc. Nhưng mà đối với cả năm nước thì họ cũng được hưởng lợi chứ không phải không? nên đây là một cái một cái dạng một cái hệ thống một cái tập hợp kinh tế một cái mô hình kinh tế mà trong đó Trung Quốc là trọng tâm và năm nước kia đó thì sẽ là năm cái nước mà vừa cung cấp nguyên liệu cũng như là cho Trung Quốc mượn con đường để mà đưa hàng vào bên Âu Châu đúng như vậy và thưa quý khán giả quý vị cũng rõ đó là khi Tập Cận Bình năm 2013 đó mà chính thức phát động cái chiến lược gọi là vành đai con đường đó thì cái nơi mà khởi xướng đó là Kazakhstan và ông ta đã đến tận nơi để mà làm cái việc gọi là mở một cái uh, một cái chương trình rất là lớn vĩ đại uh, neo anh đã con đường mà chúng ta vẫn nghe nói đến cho đến ngày hôm nay uh, và Kazakhstan đó đến trước uh, các quốc gia còn lại đó một ngày ở tại Tây An và hai người đã có một tức là ông tổng thống Tô Kế và Tập cận bình đã có cái cuộc làm việc một trong những cái điều mà tôi ghi nhận được đó là Tập Cận Bình bảo đảm là tôn trọng cái quyền gọi là tài phán về đất đai vân vân và bảo vệ cái sự toàn vẹn lãnh thổ của Kazakhstan. Đấy nó là một cái lối ngôn ngữ mà cho thấy rõ ràng là có thể vì Kazakhstan lo ngại Nga có thể tấn công cho nên cái việc mà Trung Cộng đứng ra bảo đảm cái việc đó cũng là một cái cách nhìn nữa để cho thấy qua cái sự việc này đó À, cái mối liên hệ giữa Nga và Trung Cộng Có lẽ nó cũng không còn mặn đồng được lắm à, Chúng ta sẽ đi vào chi tiết đó sau Quay trở lại Thì qua như cái điều mà anh vừa mới trình bày đó Thì chúng ta có thể nói được một điều ở đây Là cái việc mà Tập Cận Bình Sử dụng Cái uh, khu vực này Như là một cái bàn đạp để có thể mở rộng Cái ảnh hưởng của mình Đương nhiên cả về mặt hàng hóa Và vì các quốc gia Trung Á này là cái quốc gia Nó bị uh, đóng Ờ, ở trong cái vùng đất đó cho nên không có cái ngà để đi ra bên ngoài cho nên đúng như anh nói đó là cũng mượn được tất cả những cái đường cao tốc uh, và các cái xa lộ cũng như là uh, các cái đường xe lửa đó để mà lưu thông hàng hóa của mình thì nó là cái chuyện mà lưỡng lợi của cả hai bên cái câu mà chúng tôi muốn hỏi ở đây đó thế thì cái ảnh hưởng của trung cộng nếu ngày hôm nay chúng ta nhìn vào so với những năm gần đây đó thì anh đánh giá nó như thế nào trong 20 năm vừa rồi thì ảnh hưởng của Trung Quốc nó vẫn lên, từ, từ 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 tăng lên ở trong cái vùng này Mà riêng trong cái năm vừa rồi chắc nó tăng lên cấp 3, cấp 4 lần Tại vì nước Nga bây giờ nó kiệt quệ Thì cái tương quan này nó cũng giống như là Nó quay ngược lại cuốn phim vào giữa thế kỷ 19 đó Khoảng năm 1850 Lúc đó Trung Quốc đã đóng cái vai là bảo hộ Dưới thời nhà Thanh đó, thì cái quan hệ giữa Trung Quốc và năm nước Đông Á này Các nước Hồi giáo ở Trung Á đó là cái quan hệ giữa thiên triều bảo hộ cho những nước nước này thì lúc đó nhà thanh nó quá yếu cho nên quân đội nga nhân cơ hội chiếm cả năm nước bây giờ nó lật ngược lại cái thắng bài thì nga bây giờ cũng giống như là trung quốc ở đời nhà thanh là phải lao đối phó với tây phương và trung quốc họ nhân cơ hội nào nhảy vô kính thưa quý khán đánh giả vừa qua chúng ta đã thấy được cái tầm quan trọng của cái khu vực trung á và đồng thời cái mối liên hệ giữa trung cộng và trung á chúng tôi xin tạm ngưng cái cuộc nói chuyện ở đây và sẽ quay trở lại sau một vài phút thông tin thương mại để tiếp tục nói về cái ảnh hưởng của Nga và Trung cộng sẽ như thế nào qua cái cuộc thượng đỉnh vừa rồi. Xin cảm ơn quý vị. À, kính thưa quý khán giả, chúng tôi xin uh, tiếp tục câu chuyện ở đây và thưa quý vị uh, nói về cái mối liên hệ giữa Nga và Trung cộng đó thì chúng ta đều biết là Tập cận bình đã sang bên uh, ở Moscow đã gặp uh, Putin và hai bên đã có cái mối liên hệ hết sức là gắn bó vân vân vượt là không có giới hạn và đồng thời khi mà có mặt của Tập ở đó đó thì cái lời mời của Trung Cộng với các quốc gia này cũng đã được thực hiện. Cho thấy rõ là Trung Cộng đang làm mối công việc một mặt đi với Nga nhưng mặt khác đó vẫn củng cố cái sức mạnh của mình và gia tăng hơn nữa ở tại cái khu vực Trung Á này. À, Tổng thống Macron của Pháp đã nói à, vào tuần trước đó là Nga bây giờ mất cái vị thế địa chính trị của mình ở vùng Baltic. Cái câu hỏi được đặt ra ở đây là Nga ngày hôm nay có còn cái vị thế chính trị của mình không ở tại cái khu vực Trung Á này vốn là cái sân sâu của mình và đây nó là cái điều mà các nhà quan sát đang cố gắng để tìm hiểu thì đi vào cái vật vấn đề này thì tôi xin mời anh bình có thể chia sẻ cái suy nghĩ của anh là cái vị thế của nga ngày hôm nay như thế nào hiển nhiên như anh vừa mới nói hồi nãy đó là nga không được mời trong cái cái cái, cái, cái cuộc họp này và trong năm ngoái thì cái mối liên hệ giữa nga và các quốc gia trung á đó nó cũng đã không có được mặn nồng phải nói là lạnh nhạt là cách là là đằng khác nữa anh nghĩ như thế nào yeah, từ cái ngày mà nga có mặt ở cái vùng trung á thì họ là những người khách mời bất đắc dĩ nhưng nước trung á chẳng bao giờ muốn mời nước nga vô và nói cho cùng thì trong suốt cái thế kỷ vừa rồi nga cũng không có cái gì để mà đem lại lợi lộc gì cho nước trung á cả trong năm nước cộng hòa đó sau sáu bảy năm cái thời mà liên xô thì họ cũng không có phát triển lên được bao nhiêu so với lại ngay cả nước nga cũng như là belarus ukraine những cái nước cộng hòa ở bên phía âu châu thì những nước cộng hòa ở trung á lúc nào cũng là cái hạng thứ nhì cho nên lúc mà họ độc lập trở lại thì họ muốn tiễn nga đi từ lâu rồi họ không thể tiễn được là tại vì cái ảnh hưởng của nga còn mạnh quá nhất là về quân đội nga kế bên thì đầu thế kỷ lúc mỹ đổ quân vô afghanistan đã bắt đầu à, xây dựng cái quan hệ tốt hơn đối với những nước mà láng giềng của Afghanistan như là Tajikistan, Kyrgyzstan bên Trung Á họ cũng hy vọng là Mỹ và Tây Phương sẽ bắt đầu đổ vốn đầu tư vô để giúp cho họ phát triển nhưng mà rồi sau đó Mỹ không có khả năng làm được chuyện đó và đến lúc mà quốc hội khỏi Afghanistan thì bây giờ tình hình nó rõ ràng họ chỉ chọn được giữa Nga hoặc là Trung Quốc thì cái cuộc họp thượng đỉnh vừa rồi nãy giờ mình đang nói đã nói về cái kết quả những diễn biến bên trong phòng họp bên ngoài phòng họp đó, giữa những cái phiên họp đó, những cái buổi mà đại tiệc mà ông Tập ông tổ chức ở ngay tại thành phố Trường An, Tây An tức là Trường An cũ. Thì đây là cố đô của đời Trung Quốc thời nhà Đường đó. Lúc đó là cái thời đại vàng son của Trung Quốc và nó cũng bắt đầu cái đỉnh cao của con đường tơ lụa. Hàng hóa của Trung Quốc nguyên con đường tơ lụa nó bắt đầu từ Trường An và nó đi qua tới Âu châu những nước các dân tộc mà ở vùng Trung Á họ bắt đầu họ khá lên, họ giàu có lên từ cái thời gian đó là vì tơ lụa của Trung Quốc chứ không gì, vì họ đóng cái vai là trung gian buôn bán hàng ở Trung Quốc đi qua Âu Châu, cho nên nó, ông tộc ông tổ chức một cái những cái buổi đại tiệc ở Trường An như vậy, mà làm ngay trước cái cung điện cũ của nhà Đường đó, với kỹ thuật phân tiến của Trung Quốc, thì cái thông điệp của nó rõ ràng là đối với các nước Trung Á là Nga không không có đem về những cái này, không có gì để mà offer để cho Trung Á hết, Tây phương thì ở xa quá tụi tôi ở kế bên và cũng giống như là những cái triều đại đường tống nguyên trước đây thì nếu các dân tộc trung á mà đi theo trung quốc chúng tôi buôn bán với là âu châu chúng tôi làm giàu lên quý vị sẽ giàu ha không giàu bằng trung quốc nhưng mà sẽ giàu hơn bây giờ và chỉ có trung quốc mới cho được đem lại cái lời đó thôi à, năm ông tổng thống trung á nhìn cái cảnh đó thì khó mà cưỡng lại được chưa kể là một cái lời hứa riêng của ông tập là ông sẽ bảo vệ cho họ tại vì cho nếu mà có biến động gì trừ trong năm nước á, thì chỉ có một nước duy nhất là có chính quyền dân chủ còn bốn ông tổng thống kia đó đều là cái loại mà tổng thống mà làm muôn đời rồi làm xong rồi nó chuẩn bị truyền lại cho đời con cho nên họ nhìn họ giống như ông hoàng nhỏ thì họ nhìn cái cảnh mà cung điện như vậy là họ mê lắm các bạn không <laughs> đây là cái tông đều của trung quốc đó cái điều đó cho thấy rõ đó là về mặt tâm lý mà xét thì hẳn là trung cộng cũng nắm được cái yếu tố tâm lý quan trọng để có thể khuynh đảo được và lôi cuốn được các cái quốc gia này và kể cả về mặt quyền lợi đó thì họ cũng có thể được hưởng một số cái quyền lợi qua cái việc cộng tác với Trung Cộng để mà mở cái nhà buôn bán nằm trong cái kế hoạch mà Trung Cộng vốn đã bỏ rất nhiều tiền và trong tương lai sẽ tiếp tục đẩy mạnh đó là cái kế hoạch vành đai con đường cho nên đấy nó là một cái trục giao thông rất là quan trọng cũng trong cái tình huống đó đó nếu mà nhìn từ phía Nga đó thì quả nhiên là thì sau một năm thôi thì cái vị thế của nga dường như là nó đã không còn ở trong tất cả các cái hoàn cảnh giống như trước đây nữa rồi xa lầy ở ukraine không giải quyết nổi cái chiến tranh đó và cái vùng baltic thì mất ảnh hưởng và bây giờ ngay cái sân sau của mình là các cái quốc gia đó mà trước đến giờ đã vẫn nằm trong cái vòng kiểm soát của mình qua cái hiệp ước an ninh phòng thủ chung đó anh nghĩ như thế nào về cái vị trí của nga ngày hôm nay liệu cái mối liên hệ giữa nga và trung cộng đó nó có còn được mặn nồng như là trước đây chăng cái mối liên hệ đó nó còn gọi là vô giới hạn không hay nó có những cái điều gì khác mà trong đó chúng ta có thể nói được là thay đổi cái trật tự của thế giới đó thì người ta chưa thấy nhưng mà rõ ràng là tầm cận bình đã thay đổi được cái trật tự ở tại cái khu vực trung á này rồi anh nghĩ sao đúng đó và có một cái chi tiết mà hậu hội nghị sau khi hội nghị nó chấm dứt thì thủ tướng nga lại bay qua trung quốc có lẽ bên trung quốc họ trong những cái buổi họp riêng họ đã tìm cách để an ủi chấn an nga là dù sao nga cũng sẽ còn có một cái chỗ ngồi trong cái bàn bàn tuyệt lớn trong tương lai với điều kiện là họ phải giải quyết cái vấn đề ukraine và đương nhiên là họ phải chấp nhận cái thế thượng phong độc tô cái chỗ ngồi là đại ca của trung quốc rồi nga thì bây giờ chỉ là cái vai nhỏ thì trung quốc họ có thể bảo đảm được nga cái gì trong cái trục giao thông lớn trên con đường tơ lụa mới nè từ trung quốc mà đi qua âu châu thì trước sau nó cũng phải đi qua nga nó không đi chọn con đường đi qua khả lãnh thổ nga nhưng mà một nửa còn lại sau khi đi ra khỏi trung á thì nó vẫn phải vô nga cho nên nước nga cũng được hưởng được một nửa cái lợi trung quốc sẽ tiếp tục mua dầu khí của nga chứ không có mua chứ trung á không phải là cái nguồn dầu khí chung quy nhiên nhất của trung quốc thì cái đó là cái chuyện mà trung quốc sẽ chấn an nga à, nga vẫn có những thứ mà có thể bán được cho trung quốc và đương nhiên Trung Quốc vẫn cần Nga để mà phá cái biên giới phía đông của NATO, cho nên cái buổi họp mà của Thủ tướng Nga cái chuyến thăm sau cái họp của họp thượng đỉnh đó, nó cũng đặc biệt là nói gần như là một cái gọi là à, một cái buổi gặp để chấn an giữa Trung Quốc và Nga. Đấy là cái điều mà tôi đoán có lẽ là Putin cũng cảm thấy rất là bất ổn, cho nên đành phải gửi Thủ tướng sang để mà nói chuyện tại vì chúng ta biết đó là nga và trung cộng đó là đồng sàng mà dị mộng họ gọi là liên hệ với nhau nhưng mà trong quá khứ đó đã có rất nhiều lần xung đột và vì vậy cho nên cái việc mà gọi là cạnh tranh địa chính trị đó dứt khoát là nó sẽ xảy ra và lần này thì chúng ta thấy rõ là trung cộng đang ở cái thế thượng phong ở tại cái khu vực trung á nếu chúng ta lưu lại một tí để nhìn về uh, nước nga và putin dùng cái lý luận để mà tấn công qua ukraine đó, là vì họ nói là cái ảnh hưởng của phương tây đó đến gần với biên giới của họ nó mất hẳn một cái vùng gọi là vùng đệm và vì thế cho nên họ cần phải có một cái vùng đệm như là uh, ukraine chẳng hạn mà bây giờ mà không có ngả theo phương tây nữa là họ sẽ tấn công và đó là lý do mà họ tấn công vì họ đã bị bao vây mà nóng hoặc kép cái nơi mà gọi là vùng đệm quan trọng nhất của họ ở cái vùng đó là trung á để ít nhất là nếu mà trung cộng có muốn gì đi nữa đó thì cũng phải qua trung gian của cái vùng đệm này nhưng mà ngày hôm nay đó thì tôi có cảm tưởng như là, là cái vùng đẹp này cũng đã mất và như vậy thì Trung Cộng cũng sẽ rất gần với Nga. Và nếu trong tương lai có chuyện gì đó thì khó ai có thể đoán được là cái sự xung đột đó nó có thể xảy ra như thế nào. Anh nhìn như thế nào về cái trường hợp này? Nếu mình đọc lịch sử nước Nga thì thật ra Nga chỉ bị Tây Phương đánh có khoảng chừng 2 hay 3 lần thôi. Một lần đầu là Napoleon kéo quân qua và hai lần mà Đức đánh qua. Nhưng mà đều không có thành công mà cái lòng mà họ bị đánh nặng nhất á, là từ bên Á Châu đi qua đế quốc Mông Cổ cho nên lý do tại sao mà đế quốc Nga phải mở rộng ra đến Á Châu được là tại vì nó có nỗi sợ chuyên miên luôn là qua đây Mông Cổ sẽ đánh vào mình cho nên để bảo vệ nước Nga thì cái đế quốc Nga lúc nào cũng phải phát triển bành trướng đi sâu trong Trung Á luôn là để bảo vệ cho nước Nga chống lại cái mối họa phương Đông thì bây giờ chiến tranh Ukraine nó xảy ra ông Putin vô tình cũng đặt nước Nga vào cái thế là bị kẹt ở phía Tây rồi cho nên cái cửa bên phía Đông mà, thì cái cửa đáng lẽ là cửa quan trọng nhất thì bây giờ bị bỏ hở luôn và không biết à, kể như là nga đã bị một cái thất bại lớn về chiến địa chính trị à, không phải là thất bại riêng của Putin mà cho cả nước nga một cái điều nữa đó hồi nãy anh con nhắc đến cái chuyện là cái phản ứng của phương tây thì tôi cho rằng cái điều đó là cái vị trí của trung á đó mà người ta gọi là Eurasia đó nó cũng rất là quan trọng và hẳn Hoa Kỳ và phương Tây đó cũng có để mắt tới. Như vậy thì họ đã làm gì trong những năm vừa qua và đặc biệt là trong cái chuyện mà liên quan tới cái cuộc họp thượng đỉnh này đó, Hoa Kỳ có phản ứng gì không? Các quốc gia ở phương Tây có phản ứng gì không? Trước cái sự kiện này khi mà cái ảnh hưởng của Trung Cộng đó nó bắt đầu nó bành trướng lên ở phía bắc của Trung Cộng và nó rất, nó có thể đến luôn cả đến nước Nga mời anh. Nếu mình nhìn vào bản đồ đó thì cả năm nước Trung Á này trong đó bốn nước là có biên giới với Trung Quốc rồi. Thì nó cũng giống như là nếu mình nhìn vào bản đồ nước Mỹ, Trung Á đối với Trung Quốc cũng như là cái vùng biển Thái Bình Dương, bờ biển miền Tây nước Mỹ và nó là cái đại dương thứ nhì phía tây của nước Mỹ của Trung Quốc mà đó là cái cửa để giao thương với thế giới bên ngoài ngoài cái Thái Bình Dương cho nên nó là sân sau của Trung Quốc, thì đối với Trung Quốc nó quan trọng hơn là với Mỹ nhiều lắm, cho nên về lâu về già thì Mỹ không thể cạnh tranh với Trung Quốc ở ở Trung Á được, cái hay khôn nhất là đứng một bên, bên để cho Trung Quốc và Nga đụng nhau và chưa kể một cái thế lực thứ ba nữa là cái thế lực mà hồi giáo thì Trung Đông thì bên tây phương là khôn và khéo đứng vào bên, bên để cho ba thế lực này đụng nhau. Vâng và, à, và câu hỏi sau cùng mà anh sẽ có một phút vấn đề những người duy ngô nhĩ à, hiện nay đang bị đàn áp ở Tân Cương thì các cái quốc gia ở Trung Á đó họ có ít nhiều liên hệ về mặt lịch sử về mặt chủng tộc và về mặt tôn giáo họ phản ứng ra sao? đây cũng là một những lý do mà Trung Á nó quan trọng đối với Trung Quốc vì giữ được Trung Á ổn định là đây là có thể là một cái hậu phương cho người dân Ngô Nhĩ nếu mà Trung Quốc không kiểm soát được Trung Á cho nên chính sách của họ là mua chuộc nhất là Kazakhstan họ mua chuộc cả cái cộng đồng người Kazakh cũng như là cộng đồng người dân Ngô Nhĩ ở Kazakhstan đông lắm mua chuộc và có thể họ mong là Kazakhstan mà phát triển lên đó thì trong tương lai họ mở cửa cho những người dân Ngô Nhĩ tăng cường di dân qua Kazakhstan hết đi để cho nhiều đất tăng cường là cho người Hán vâng cảm ơn anh và kính thưa quý khán thính giả à, qua cái nội dung vừa đầu chúng ta cũng đã thấy được là cái cuộc cạnh tranh về địa chính trị đó, nó xảy ra ở khắp nơi đặc biệt lần này ở tại Trung Á thì nó cho thấy rõ cái vị thế của Trung cộng ở tại khu vực này à, và nó ảnh hưởng tới cái, cái việc mà à, bành trướng hay là bảo vệ cái biên cương bờ cõi của mình của Nga và đồng thời nó cũng ảnh hưởng tới cả cái con đường, vành à, đai con đường cái chiến lược của Trung cộng nữa chúng ta sẽ tiếp tục theo dõi để xem xem nó có những cái chuyển biến gì khác. Chúng tôi xin chấm dứt cái chương trình hội luận ở đây. Xin cảm ơn sự theo dõi của tất cả quý vị. Xin kính chào tạm biệt và xin hẹn với quý vị vào chương trình kỳ tới.